Ngày nay khi mua sắm bất kỳ món hàng nào, hẳn là nhiều người luôn muốn được nhận thêm một chút quà khuyến mãi đi kèm phải không nào? Mới đây, một tài khoản trên mạng xã hội ra bán một khu đất kèm theo món quà khuyến mãi siêu to khổng lồ, đó chính là một mỹ nhân xinh đẹp, đó không ai khác chính là chị dâu của mình. Câu chuyện lạ lùng này thực sự đã xảy ra và thu hút sự chú ý của không ít người tham gia đấy. Theo tờ Daily Star, một nam thanh niên sống tại Indonesia có tên là Eris đã có một vụ mua bán gây xôn xao mạng xã hội. Nhưng cái mà người được quan tâm hơn đấy chính là anh chàng này có nhân tiện tặng kèm luôn cả người chị dâu của mình nữa. Nội dung bài đăng, căn bán một mảnh đất có diện tích 72m² tại Trung Java, lối vào nhà rộng 5m, giá bán là 100 triệu ruby, khoảng 160 triệu đồng. Chú ý, nếu người mua là nam, họ có thể ghép đôi với chị dâu của tôi và nếu hợp nhau thì hoàn toàn có thể đi đến một mối quan hệ nghiêm túc. Đi kèm với lời rao bán, ngoài hình ảnh của khu đất chính là hình ảnh của người chị dâu đó. Chính bởi diện mạo xinh đẹp của cô gái đã khiến thông tin đăng bán của anh này trở nên nổi tiếng khắp cộng đồng mạng xã hội. Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra danh tính của người chị dâu xinh đẹp trên là Inda, hiện cũng đang sinh sống ở Indonesia. Trả lời những câu hỏi của truyền thông, cô cho biết cô đồng ý với việc em chồng mình đăng hình ảnh lên trên bài viết. Vì đã trải qua 2 cuộc hôn nhân nên cô sẽ thận trọng hơn trong việc tìm kiếm bạn đời lần này và đối phương phải là người có thể cảm thông và chấp nhận quá khứ của cô. Về phía Iris, anh cũng phủ nhận chuyện đưa chị dâu ra để PR cho bài viết của mình. Người này cho biết sau khi anh trai của anh mất, chị dâu đã muốn đi bước nữa, do đó Iris đã nghĩ ra cách này để giúp chị dâu mình. Cao thủ không bằng tranh thủ, vừa bán được đất, vừa đăng tuyển chồng cho chị, quả là một sự kết hợp khôn khéo và thú vị phải không nào? Tuy nhiên sau đó, bài đăng của chính chủ đã bị gỡ xuống, không biết lý do cá nhân hay vì khu đất kia đã có người chốt đơn. Bạn nghĩ sao về chiêu thức bán hàng độc đáo này? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi phía bên dưới nhé!